Alo, chào thầy ạ. Добрый Добрый вечер. вечер. Добрый, добрый. Добрый. Смотрим. Như vậy chúng ta lại tiếp tục học cái vấn đề về ý nghĩa của các cách của chúng ta. Đấy. Được. Đấy. Tạc. Trong cái phần buổi sáng thì có cái gì em không hiểu không? Không ạ. Đều hiểu hết đúng không? Đấy. Được. Buổi sáng chúng ta đang dừng ở cái phần 13 này. Đấy. Phần Được. 13. Phần 13 là radicine pages upotrebляется после отглаголенных существительных. Đấy. Đó. Đấy. Người ta có cái từ gọi là отглаголенных. Отглаголенные существительные này đó là những cái danh từ được cấu tạo từ từ động từ đấy. Ví dụ cái từ открытие. Открытие là cái việc mà phát hiện ra đấy, phát hiện ra. Việc phát hiện ra châu Mỹ này cái từ открыт, gọi là từ cái từ открыт đấy, открыт. Đó. Thế vậy thì từ cái từ открыт đó người ta cấu tạo thành cái danh từ là открытие. Vậy thì radicine pages được sử dụng upotrebляется là cách hai được sử dụng sau những cái danh từ mà cấu tạo từ tính từ đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta có открытие và Америки đấy. Đó. Thế vậy thì nếu như trong cái cách 4 thì là открыт Америку đấy, phát hiện ra châu Mỹ đấy, phát hiện ra châu Mỹ thì ở đây nó dùng là открыт thì là động từ, nhưng mà khi mà cái động từ đó chuyển sang danh từ thì nó sẽ là открытие, không phải cách 4 nữa mà открытие Америки là cách 2 đấy. Đó. Cái việc phát hiện ra châu Mỹ diễn ra hay là được được thực hiện đấy, được thực hiện vào năm 1492 đấy. Đó, cái động từ изучать, động từ изучать chúng ta đó là từ học đấy, học. Thế là gì? Изучение, изучение là việc học đấy. Việc học tiếng Anh, изучение английского языка в русских школах начинается с первого класса đấy. Cái việc học tiếng Anh ở các trường phổ thông của Nga là được thực hiện từ được bắt đầu từ năm lớp 1 đấy. Рождение từ động từ родить, родить, рождать đấy. Рожать thì đúng hơn, рожать và родить đấy, рожать và родить đó là sinh ra đấy. Thế về cái việc đẻ một đứa trẻ con đấy, рождение ребенка, cả việc sinh ra một em bé đấy, важное событие в жизни каждой семьи, đó là một cái sự kiện rất là quan trọng đấy trong cuộc sống gia đình đấy, trong cuộc sống của mỗi gia đình đấy. Đó. Thế vậy thì đây là chúng ta có cái từ рождение đó là gì? Đó là việc sinh ra xuất phát từ cái động từ ra dịp đấy. Đó, nghĩa là danh từ xuất phát từ từ tính từ 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 động từ đấy. Tiếp theo là câu 14. Radicine pages upotrebляется с некоторыми глаголами đấy. Cách hai sẽ sử dụng đi với một vài cái động từ, một vài cái động từ. Thì chúng ta thấy là gì? Cách 4 là rất nhiều đấy, cách 4 động từ mà đòi hỏi danh từ ở cách 4 nó rất nhiều. Ví dụ читать, смотреть, слушать, vân vân đấy, thì nó là cách 4. Thế bây giờ động từ cách 5 là động từ cách 5 có nghĩa là chúng ta có thể nói là увлекаться đấy, увлекаться là đam mê cái gì đấy, интересоваться là quan tâm đến cái gì, thì đằng sau nó dùng cách 5 đấy. Bây giờ động từ cách 6 là gì? Ví dụ động từ cách 6 là đu mạch a chồm a cồm đấy. Đó thì nghĩ về ai, nghĩ về gì đấy, đó thì nó đòi hỏi cách 6. Thế vậy thì nó cũng có những cái động từ mà nó đòi hỏi bổ ngữ phải ở cách 3 đấy. Ví dụ động từ bay giặt sao? Sợ, sợ cái gì? Sợ cái gì đấy? Gelat là mong muốn cái gì đấy, thì cũng là chia bồ đấy. Đó. Испугаться sao? Là đây là cũng hoảng sợ cái gì đấy, hoảng sợ cái gì? Chia sẻ là gì? Chia sẻ là mình gọi là nhút nhát vì cái gì đấy? Paprasit đấy, paprasit chia vô đấy. Paprasit là xin cái gì đấy, xin cái gì. Patrebovac là đòi hỏi cái gì đấy, đó thì cũng là có thể dùng ở cách hai đấy. Я желаю вам, là tôi желать là chúc mừng ai cái đó, mong muốn cho ai đó có cái gì đó đấy. Mong cho, tôi mong cho đấy, hay là tôi chúc cho. Я желаю вам здоровья. Tôi mong cho các bạn có sức khỏe này, счастья hạnh phúc này, любви là tình yêu này, радости là niềm vui này. Đấy. Thế vậy thì động từ желать đây nó đòi hỏi bổ ngữ trực tiếp ở cái hai đấy. Đó. John немножко стесняется публичных выступлений. Anh chàng John thì hơi là gì? Hơi ngại. Стесняться là ngại này.
ngại nhút nhát đấy, đấy. Hơi ngại phát biểu ở những chỗ đông người đó, publicly выступление đấy. Nhìn nát được bài giáp perimen, không nên sợ gì, không nên sợ sự thay đổi đấy, vừa rồi nhỉ, không nên sự thay đổi ở trong cuộc sống đấy. Thì vì cái từ perimen này nó là ở cái hai đấy, cái hai số nhiều đó. Thế bây giờ chúng ta xem cái основные грамматические значения đó. Основные грамматические значения của cách ba đấy. Vừa rồi là gì? Đó là chúng ta xem cái hết cách hai rồi, bây giờ sang cách ba đó. Cách ba, cách ba thì đầu tiên cách ba đầu tiên đó là gì? Đó là cái người mà nhận cái hành động đó đấy. Adressat, adressat là cái người được nhận đấy, người được nhận cái hành động đó đấy. Ví dụ như là gì nào? Вчера я позвонил преподавателю. Ngày hôm qua tôi gọi điện cho ai? Cho thầy giáo đấy. Ngày hôm qua tôi gọi điện cho thầy giáo. Мария подарила цветы кому? Артистке đấy. Cô Maria tặng hoa cho một cô nghệ sĩ, một nữ nghệ sĩ. Дайте, пожалуйста, словари нашим новым студентам, đấy. Hãy chuyển, hãy đưa những cái từ điển này cho ai nào? Cho các cậu sinh viên. Thế vậy thì đây là cậu sinh viên này, преподаватель này, thế rồi артистка này, đó là những người nhận được cái sự, nhận được cái hành động đấy. Thế vậy thì nó nói là gì? Адресат, адресат là cái người được nhận đấy, cái người nhận, người nhận. Действие, đấy, действие. Cái từ адресат là sử dụng trong cái ngành bưu điện đấy, ngành bưu điện. Chúng ta biết từ address đó là địa chỉ đấy, địa chỉ. Và адресат là cái người có cái địa chỉ đó đấy, người có địa chỉ đó. Vậy thì khi chúng ta nói là gì? Khi chúng ta nói là cái người mà được nhận cái bức thư này, là nhận cái lời nói này đấy, được nhận lấy tặng hoa này đấy, đó, được đưa cho cái gì này đấy, được gọi điện cho này, thì đấy gọi là адресат đấy, адресат. Và lúc đó thì cái адресат này nó phải ở cách hai đó, ở cách ba đấy, ở cách ba. Преподаватель Лю, артистке đấy, студентам đấy, đó, đấy là ý nghĩa đầu tiên của cách ba, đó là người được nhận hành động. Bây giờ ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa thứ hai, đó. Ý nghĩa thứ hai ở đây là ở đây đây là cái ý nghĩa 11 ở trong cái adressat này đấy, vẫn là cái adressat này. Ở đây cái một lớn, ý nghĩa một lớn, một lớn này có rất nhiều cái một nhỏ đấy, rất nhiều cái một nhỏ, 11, 12, 13, 14, 15, 16 đấy, có 6 phần. Cái 6 phần này thì người ta lưu ý chúng ta cái gì ở trong cái adressat này? Trước hết là nó có câu hỏi что đấy, có câu hỏi что. Что là gì? Что приготовить, готовить đấy là chuẩn bị nấu nướng này đấy. Давать, дать này là đưa cho ai cái gì này. Дарить, подарить là tặng cho ai cái gì này. Отдавать, отдать là tặng, là đưa trả lại này. Объяснять, объяснить là giải thích này. Показать, показывать là đưa cho xem này. Посылать là gửi này. Предлагать là đề nghị này. Переводить là dịch này đấy. Приносить là nghe, đem đến cho này. Читать là đọc cho nghe này. Покупать là mua cho này. Писать là viết cho này đấy. Viết cho này thì cái điều đầu tiên chúng ta lưu ý đó là gì? Store ở cách 4 đấy, store ở cách 4 đó. Thế cái thứ hai là cái thứ hai chúng ta cần lưu ý rồi, đó là kamu, kamu tức là cái người mà được nhận hành động đấy. Говорит kamu, напоминать kamu, напоминать là nhắc nhở ai, говорит là nói cho ai nghe, написать, писать là viết cho ai, читать, прочитать là đọc cho ai nghe, рассказывать là kể cho ai nghe về cái gì đấy. Đó. Ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa thứ ba, ý nghĩa thứ ba là cấm ai làm cái việc gì đấy, cấm ai làm cái việc gì hoặc là cho phép ai làm cái việc gì đấy, cũng là kamu. Запрещать là cấm này, разрешать là cho phép này đấy, предлагать là đề nghị mời này đấy, советовать là khuyên bảo cho này đấy, помогать là giúp đỡ cho này, мешать là quấy rầy này, quấy rầy ai đấy, đó. Thế vì cái nhóm kamu thứ hai này là nó có một số cái động từ như vậy đấy, động từ như vậy thì những cái động từ này thông thường chúng ta chỉ viết riêng ra một tờ giấy đấy, viết riêng ra một tờ giấy để chúng ta là gì? Chúng ta coi nó như là những động từ đòi hỏi bộ ngữ trực tiếp ở cách 3 thôi đấy. Đó. Tiếp theo đến động từ, với những cái động từ mà nó chỉ hiện thể hiện cái cảm xúc đấy, thể hiện cảm xúc. Радоваться là vui mừng này, đấy. Сочувствовать là cảm thông này, thông cảm này. Верить là tin tưởng này, завидовать là ghen tị này, đấy. Удивляться là ngạc nhiên này. Thì sau những cái động từ này cũng dùng ở cách 3 đấy. Dùng cách 3. Он, она обрадовалась гостям из Мичигана, đấy. Cô ta rất vui mừng bởi những cái người khách đi đến từ Michigan, đấy. Мария очень удивилась этому письму.
Maria rất ngạc nhiên bởi cái bức thư này đấy. Можно только посочувствовать, да? Chỉ có thể thông cảm đấy. Chỉ có thể thông cảm với những người mà đã sống qua một cuộc chiến tranh đấy. Đó. Đó là với những cái động từ mà gì? Thể hiện cảm xúc đấy, thể hiện cảm xúc. Bây giờ đến cái nhóm thứ ba, nhóm thứ năm. Nhóm thứ năm đây là gì nào? Đó là cái nhóm mà với động từ nравится. Câu trước này chúng ta biết rồi đấy. Ai thích cái gì làm cho ai làm cho ai thích cái gì đấy. Cái này thì không phải giải thích nhiều. Đó. Với nравится chúng ta sử dụng ở cái ba đấy. Đó. Cái 16 này là một cái điều hơi lạ đối với em này đấy, hơi lạ. Đó là gì? Đó là người ta gọi là những cái động từ bất định đấy, động từ bất định. Безличные đấy. Những động từ bất định tức là gì? Hay là chúng ta còn gọi là câu vô nhân xưng đấy, vô nhân xưng. Lich là lít sổ đấy, lít sổ là gương mặt. Безлич có nghĩa là không có mặt đấy, không động từ mà không có chủ thể. Động từ không có chủ thể thì chúng ta gọi là câu vô nhân xưng đấy, câu vô nhân xưng. Không có chủ thể. Đó là khi sử dụng với các động từ следует, chỉ có chia ở ngôi thứ ba đấy. Следовало là gì? Chỉ chia ở ngôi thứ ba và đây là gì? Nó là thầy quá khứ đấy, thầy quá khứ đấy. Hoặc là ví dụ следует là gì? Là cần phải làm cái gì đó. Ví dụ là may mắn cái gì đó. Везло là gặp may. Повезло là gặp may đấy. Остаётся осталось đấy là chỉ còn đấy, chỉ còn. Удаётся là thành công, làm cái gì đó thành công. Удалось làm gì đó thành công. Приходится là cần phải làm cái gì đó. Пришлось, придётся đấy. Đó. Thế bây giờ nó sử dụng câu như thế nào? Đấy. Из-за плохой погоды нам пришлось взять билет на другое число. Đấy. Bởi vì thời tiết xấu cho nên chúng tôi cần phải là gì? Cần phải lấy vé vào một cái ngày khác đấy. Билет на другое число. Число đây là cái số, đó, số. Thế vậy thì ở đây chúng ta hiểu đó là gì? Cái số ở trong tuần đấy, tức là lấy vào cái ngày khác. Do là thời tiết xấu cho nên chúng tôi không đi ngay được. Thì chúng tôi phải lấy vé sang một cái ngày khác. Ему не удалось посмотреть этот фильм, đấy. Cậu ta không được xem cái bộ phim này, đấy. Tức là xem không thành công. Cậu ta không gặp may, đấy. Ví dụ thế. Cậu ta rất muốn xem nhưng mà không не удалось. Ему не удалось. Thì vậy thì với удалось là dùng ở cách ba, đấy. Мне осталось, осталось chỉ còn lại, đấy. Мне осталось дочитать одну главу, đấy. И я верну тебе книгу. Tớ chỉ còn là gì? Tớ chỉ còn đấy là asta là chỉ còn đấy. Tớ chỉ còn đọc một chương nữa thôi đấy, một chương nữa thôi. Ở trong một quyển sách đó, đọc một chương nữa thôi là tớ sẽ trả cho cậu quyển sách này đấy. Đó. Đó nhá. Хорошо. Thế bây giờ em ngồi tự đọc một tí nhé. Em tự đọc tí thì giáo lên thì giáo đặt đặt kiếm nước đấy. Tạ хорошо. Thế như vậy là gì nào? Đó là chúng ta sẽ xem là gì đến cái phần này đấy. Bây giờ ý nghĩa thứ hai của nó đấy. Ý nghĩa thứ hai, возраст, лица или предмета đấy. Ý nghĩa thứ hai của nó là chỉ tuổi đấy. Chúng ta biết rằng chỉ tuổi chúng ta phải dùng ở cách 3 đấy. Dùng cách 3. Cái gì? Tuổi của chủ thể hoặc là của cái vật nào đó đấy. Đó. Thế thì người ta nói là gì? Студенту 23 года đấy. Волгограду исполнилось, dùng cái từ исполнилось đấy, động từ исполнилось. 427 лет đấy, 427 năm đấy. Волгограду исполнилось 427 лет. Моей сестре было 34 года, đấy. Đó. Когда она вышла замуж, да? Этим школьникам будет по 17, да? Các cậu bé học sinh này là sẽ 17 tuổi. Когда они окончат школу, khi mà họ kết thúc trường phổ thông đấy. Đó. Vậy thì đó là cái cách nói tuổi là phải dùng cái cách ba. Ý nghĩa thứ ba đó là gì? Cái chủ thể nhé, little là cái chủ thể mà cảm thấy cần thiết đấy, cảm thấy cần thiết ở trong một cái việc gì đó đấy. Đó. Thế thì người ta trong cái trường hợp là người ta dùng cái gì? Sử dụng là надо, нужно, необходимо đấy. Đây là những cái từ đặc trưng để sử dụng ở cách 3 đấy. Nếu nói có cái từ надо, нужно, необходимо và những cái từ можно, нельзя đấy. Đó. Thì lúc đó là người ta phải sử dụng ở cách 3 rồi. Thế ở đây trong cái ý nghĩa của nó là gì nào?
chủ thể mà cảm thấy cần thiết ở trong một cái việc gì đó đấy. Vậy thì nên nói là gì? Mình nên là gì đó đấy. Tôi cần có cái gì đó đấy. Mình nên nuzna đấy. Mình nên nuzna работать. Tôi cần phải làm việc. Mình nên необходимо работать đấy. Tôi dứt khoát là cần phải phải làm việc đấy. Mình nên nhìn ra работать. Tôi không thể làm việc được đấy. Nhìn ra là không thể đấy. Đó là không nên đấy. Tôi không thể. Tôi bị cấm làm việc đấy. Mình nhìn ra работать. Bác sĩ cấm tôi làm việc đấy. Nói là gì? Mình nghe tất cả nhìn ra robot đấy. Đó. Ví dụ như này, этим студентам нужно вернуться на родину в июне đấy. Các cậu sinh viên này phải trở về quê hương vào tháng 6 đấy. Đó. Вам надо зайти в деканат. Cậu cần phải đi đến đến деканат đấy. Đó. Thế vậy thì cái ý nghĩa của đây nó cũng dễ thôi, đơn giản thế đấy. Bây giờ ý nghĩa thứ tư nào. Лицо, испытывающее какое-либо физическое или эмоциональное состояние, желание. Đấy. Đây là gì? Cái chủ thể mà cảm thấy một cái gì nào? Một cái trạng thái tinh thần đấy, một cái trạng thái tinh thần mà hoặc là một cái trạng thái muốn là mong muốn một cái gì đó đấy. Đó. Đây là gì? Испытывать. Состояние đấy, испытывать состояние. Состояние có thể là gì? Hoặc là về vật chất đúng không? Hoặc là về tinh thần đấy. Đó. Hoặc là bây giờ cái câu đó nó nói là gì? Với cái câu gọi là gì? Mình nhớ khổ lật này đấy, mình nhớ khổ lật này nó nói về vật lý đấy, trạng thái vật lý đấy. Mình nhớ khổ lật này, hoặc là mình nhớ chip lô là tôi ấm này, tôi lạnh này đấy, tôi cảm thấy lạnh này. Mình nhớ plô là tôi cảm thấy trong người tồi tệ quá đấy. Mình nhớ khrasho là tôi cảm thấy trong người rất là dễ chịu đấy. Mình nhớ grus là tôi cảm thấy buồn. Mình nhìn priat này tôi cảm thấy dễ chịu, mình nhìn vies là tôi cảm thấy vui, mình nhìn chires là tôi cảm thấy thú vị, mình nhìn trụt là tôi cảm thấy khó đấy, tôi cảm thấy khó khăn đấy. Tiếp theo là gì? Ràn, ràn, ràn là tôi cảm thấy tiếc đấy. Tôi cảm thấy tiếc, mình nhiễu trên ràn, thông thường nói như vậy đấy, mình nhiễu trên ràn đấy. Đó nên là tôi cảm thấy rất tiếc. Иностранным студентам трудно изучать русскую грамматику. Các sinh viên nước ngoài thường rất là khó khăn trong việc học học ngữ pháp tiếng Nga đấy. Mình nhớ trên khổ chất sa pai chín là etat phim. Tôi rất muốn là đi xem cái bộ phim này đấy. Mình nhớ trên khổ chất sa thể hiện cái gì đấy? Nó thể hiện rê là nhẹ đấy. Thể hiện rê là nhẹ thì dùng khổ chất sa đấy. Victor Nizdarovitsa. Động từ Nizdarovitsa. Cái từ Zdarov có nghĩa là khỏe. Zdarov đấy. Nizdarovitsa có nghĩa là không khỏe đấy. Victor Nizdarovitsa сегодня. Victor hôm nay không được khỏe lắm đấy. Поэтому он не пошел на занятия. Chính vì vậy cậu ta không đi học đấy. По фонетике. Về ngữ âm John было интересно. Cậu John thì rất là cảm thấy thú vị. Побывать на мамаев курганье. Đấy. Мамаевом курганье. Курганье. Là anh chàng John cảm thấy rất là thú vị khi được đến thăm cái đồi Мамаев đấy. Đó. Bây giờ ý nghĩa thứ năm nào. Ý nghĩa thứ năm của ta предмет hoặc là лицо đấy. Предмет là đồ vật hoặc là chủ thể. Mà nó là cái mục đích của cái việc chuyển động đó. Thế nào là mục đích của cái việc chuyển động? Nó là cái đích, không phải mục đích mà nó là cái đích đấy, nó là cái đích của cái việc chuyển động. Hay nói nôm na nghe nó loằng ngoằng thế thôi đấy. Mà trong tiếng Việt của chúng ta là gì? Là chúng ta đi đến chơi với ai đấy. Đến chơi với ai thì cái ai đó ấy, nó là cái đích của chúng ta đấy. Có phải là đích của chúng ta đến không? Đấy. Đó. Ví dụ như là bây giờ nhà em ở Vĩnh Phúc đấy, nhà em dừng ở Vĩnh Phúc. Thầy giáo bảo là thầy giáo sẽ đến nhà em chơi đấy. Ra đến nhà em chơi thì đó là gì? Thì em là cái đích đúng không? Em là cái đích. Vậy thì em đó là sen đấy, sen, the vision. Em đó là cái đích của cái việc chuyển động đấy. Đó, cái việc đến chơi của thầy đấy. Đó. Thế, đó là cái ý nghĩa của cái ý nghĩa năm này đấy. Thế thì trong đó nó nói là gì? Dùng giấy từ k ở cách cách ba. Câu hỏi ca mù, che mù đấy. Это воскресенье Эндрю и Дженнифер. Vào chủ nhật này thì Andrew và Jennifer поедут к своим друзьям, đấy. Là sẽ đi đến đâu? Sẽ đi đến chơi thăm bạn bè của mình đấy. Поедут к друзьям, đấy. Thế còn своим новым vân vân này khác cái này chỉ là bổ ngữ, không không để tâm đến nó. Mà để tâm đến là gì? К друзьям, đấy. Đó. В Павон Павонский, đấy. В Вонский, Вонский. Đó là cái thành phố Вонский. Мы подошли, chúng tôi đi đến gần. Мы подошли к куда? К памятнику. Chúng tôi đến gần cái tượng đấy, cái tượng
Lenin и остановились. Và chúng tôi dừng lại đó. Và chúng tôi dừng lại. Đó, thì vậy đây là gì? Подошли là chuyển động. Подошли là đi đến gần. Gần cái gì? К памятнику. Đấy. Bây giờ sang cách 6, à sang phần 6. Phần 6 дачный подъезд с предлогом к. À đây là gì? À cách 3 với lại giới từ к. После глагола готовиться, подготовиться. À привыкать. Привыкнуть, đấy. À đây là gì? Là cách 3 với giới từ к. Sau động từ готовить, готовиться. Готовиться và подготовиться. Và động từ привыкать, привыкнуть, đấy. Готовить, готовиться là gì? Chuẩn bị cái gì đó, đấy. À thế còn привыкать là gì? Làm là quen với cái gì đó đấy. À làm quen, quen với cái gì đó. Ví dụ như là она ко мне привыкла, đấy. Cô ta đã quen với tôi rồi đấy. Cô ta sống với tôi 2 năm, 3 năm, cô ta quen với tôi rồi, она привыкла, đấy. Ấy она от меня не уходит, đấy. Và cô ta không rời tôi đi đâu cả đấy. Đó, vì ra cái sự привыкать, đấy, chúng ta gọi là cái sự quen đấy. Làm quen, quen biết, quen thân với ai đó đấy. Đó. Hay là cái thói quen, thì đúng hơn, tạo thành cái thói quen là gì? Cô ta quen hẳn với tôi rồi đấy. À, cũng quen rồi, привыкать đấy. Đó. Thế bây giờ cái câu của nó như thế nào? À, còn có gì nữa? À стремиться. Стремиться là hướng tới đâu đấy, hướng tới đâu. À nói стремиться là hướng tới. À стремиться là ví dụ như là nói nôm na là gì? Là anh ta rất có ý chí đấy, anh ta rất có ý chí và anh ta hướng tới là một cái mục đích nào đó thì đó là gọi là стремиться đấy. Đó. Thế mà обращаться, обратиться là để ý đến cái gì đó đấy. Обращаться, обратиться. Đấy. À кому để ý đến hoặc là có chúng ta có lời đề nghị với ai đó đấy. À, ví dụ như là bây giờ chúng ta hay nói với nhau như thế này. Bây giờ thầy bảo em là em mà có câu hỏi nào khó về tiếng Nga ấy, thì em cứ hỏi thầy đấy, em cứ hỏi thầy. Thế vậy thì cái câu mà thầy bảo là em cứ hỏi thầy đó là gì? Обращайся ко мне, đấy. Ты обращайся ко мне, обратиться ко мне, đấy. À đó, thì dùng cái từ обратиться, đó. Đó. À thế bây giờ ví dụ như này. Мы не знали, как доехать до центрального стадиона. Chúng tôi không biết là làm cách nào để đi được đến sân vận động trung tâm. Поэтому обратились за помощью к прохожему. Chính vì vậy chúng tôi là gì? Обратились к прохожему. À, chúng tôi đã hỏi đấy. Chúng tôi đã hỏi một cái người đi đường đấy, hỏi một người đi đường. Đó. Я не пойду сегодня в клуб. Tôi hôm nay sẽ không đi đến câu lạc bộ. Потому что мне надо готовиться. Bởi vì là tôi cần phải chuẩn bị gì? Готовиться к экзамену, đấy. Cần phải chuẩn bị cho kỳ thi đấy. Đó. Thế vậy thì cái дачный подъезд với cái giới từ cờ đây nó khác ở trên này. Trên này cũng là giới từ cờ nhưng mà giờ dùng với những động từ chuyển động đấy. À, đúng không? Những động từ chuyển động, ví dụ là đi đến nhà ai chơi, đi gần đến cái gì đấy. Thế còn cái dưới này là cũng là với giới từ cờ nhưng mà nó lại sử dụng với các động từ này. Không phải động từ chuyển động đấy. Đó. À những cái động từ này nó đòi hỏi phải có giới từ cờ thứ ba. Привыкать, готовиться, обращаться, обратиться, đấy. À vân vân đấy. À стремиться, đấy, стремиться. Đó. Bây giờ sang phần 7. Дачный подъезд предлогом по, đấy. À đây là gì? Là cách 3 với giới từ по. À cách 3 với giới từ по thì nó chỉ một vài cái ý nghĩa. Место движения предмета по его поверхности, đấy. À trường hợp thứ nhất là gì? Là nó chỉ cái ý nghĩa là gì nào? Là cái sự chuyển động của một cái đồ vật nào đó đấy. Trên theo cái mặt phẳng đấy, theo cái mặt phẳng đấy. Đó. Ví dụ như Andrewishon Slipo Ale Geroyev i Razgavarivali đấy. À đó. Thế đây là gì? À Andrew và Sean đi ở trên cái đường, đi trên cái đường là đường các liệt sĩ đấy, đường các liệt sĩ. Đó. Ale là gì thầy đã giải thích em rồi. Ale đó là con đường ngoài trồng cây hai bên đấy. Đó, có trồng cây hai bên. Nhưng đây là gì? Andrew và Sean đi ở trên cái con đường đó. Có nghĩa là đây là gì? À, chúng ta hiểu rằng đó là gì? Là người ta chuyển động theo một cái mặt phẳng nào đó đấy. Ирод говорил, чтобы попасть в музей панораму, вам нужно ехать по улице Советской. Để có thể đi đến cái viện bảo tàng nào đó thì các bạn cần phải đi theo phố Советской đấy. Советской đấy. Đó. Đó là gì? Đó là chúng ta thấy là gì? Cái giới từ po này nó chỉ là cái chuyển động đó thực hiện ở trên một cái mặt phẳng nào đó đấy. Ở đây chúng ta thấy là cụ thể là cái gì nào?
là cái tên đường phố đấy, à, trượt ở trên đường phố, à, đi ở trên đường phố đấy, không phải trượt mà là đi đấy. Đó. À, bây giờ 72 nào. Regularness gesti, à, những cái hành động nào đó, à, cái sự phổ biến của một cái hành động nào đó đấy, sự phổ biến của một cái hành động nào đó. À, thường thường người ta thường nói là gì? Là các chaster đấy, các đà khi nào, các chaster là thường có thường thường xuyên không đấy. À, vậy thì cái giới từ po này dùng rất hay sử dụng để chỉ về thời gian đấy. Pavtornikam là cứ vào thứ ba, Pachitviragam là cứ vào thứ năm đấy, Pavichiram là cứ vào buổi tối đấy, Pautram là cứ vào buổi sáng đấy. Đó. Pautram prilitai samalyot đấy. À, vào buổi sáng thì các máy bay sẽ đi đi từ Moscow đến đấy. À, Pavichiram mới à, nam như chim ra nhặt rồi. À, cứ vào buổi tối thì chúng tôi chẳng còn có việc gì để làm cả đấy. Pavtornikam yakhazu vừa basin đấy, cứ vào thứ ba thì là tôi đi đi bơi đấy, basin là đi đi đến bể bơi. Thì vậy thì à, thứ ba tuần này tôi đi, thứ ba tuần sau tôi lại đi, thứ ba tuần sau nữa tôi lại đi đấy. Cứ vào ngày thứ ba là tôi đi, vậy thì lúc đó người ta sử dụng Pavtornikam đấy. Em hiểu ý nghĩa này không? Vâng, mày dùng pô thay vợ. Po Vâng. Po có nghĩa là gì? Là Pô cái tức việc là đó nó cứ cứ vào đúng cái ngày đó thì là nó xảy ra cái hành động đó đấy. Thế còn bình thường tôi nói là gì? À, vâng. cậu đi khi nào cậu đi bơi? Ia khazu na ba vừa bassin vào tuần tôi đi bơi vào thứ ba đấy. À, vậy thì là có thể thôi, bơi thứ ba tuần này tôi đi bơi, thứ ba tuần sau tôi không đi đấy. Thế nhưng mà đây là nếu nói là pa tuần thì cảm có nghĩa là gì? Cứ thứ ba là tôi đi, bất kể đó là tuần nào đấy. À, Vâng. em hiểu chưa? Nó trở thành một cái gì, nó gần như là một cái gọi là thời thời gian biểu nhất định rồi đấy. Thế đi, ví dụ bây giờ người ta hỏi, người ta hỏi là với giới từ po đấy, người ta hỏi như thế này, à, khi nào thì bây giờ một bạn đến đã làm việc ở công ty rồi đấy, nhập xin xin vào công ty để làm việc, thì bạn hỏi Akada unas với khăn rồi, à, khi nào thì chúng ta có ngày nghỉ ở trong tuần đấy, khi nào chúng ta có ngày nghỉ, à, ông lãnh đạo sếp đấy, ông nói là gì, mười mười ăn đi khai em po vascrese nhỉ, chúng ta nghỉ vào ngày ngày chủ nhật đấy, po vascrese nhỉ, vậy thì cứ ngày chủ nhật là nghỉ, không cần phải hỏi han gì nữa cả đấy. Đó, em hiểu chưa? Đó. Vâng. Thế thì nếu mà ông lại bảo là mười ăn đi khai em vờ vascrese nhỉ, tức là dùng giới từ vờ, thì cái cô nhân viên mới cô sẽ bảo à gì thế còn tuần sau thì sao, tuần sau cũng là vascrese nhỉ, à thế cô bảo à значит мы отдыхаем по воскресеньям nhỉ đấy, đó có nghĩa là gì, chúng ta sẽ nghỉ ngơi vào ngày ngày chủ nhật đấy. Đó, à, giới từ po và giới từ vờ nó khác nhau ở chỗ đó đấy. Ta khá hiểu bây giờ thế nhỉ. À, điều nữa là gì, 73 là средства коммуникации đấy, средства коммуникации có nghĩa là gì, là khi sử dụng với lại các phương tiện truyền thông đấy, phương tiện truyền thông, ví dụ như là người ta nói là gì, я разговариваю по телефону đấy, tôi nói chuyện bằng điện thoại đấy, à, hoặc là gì, à, hoặc là À, gì, televisão azul. em nói sao, po televisor đấy, à, Vâng. po televisor, я смотрю фильм по телевизору đấy, я обучаю русский язык по скайпу đấy, tôi dạy tiếng Nga qua qua Skype, post Skype đấy. Đó. Thế là đó là tất cả những cái đó nó gọi là phương tiện truyền thông đấy. Đó. À, tiếp theo là priznak predmeta po отношению к сфере знаний đấy. Priznak predmeta à, po отношению к сфере знаний là à, những cái tính chất của những cái môn học đấy. À, tính chất của những cái môn học mà trong cái quan hệ là ở cái góc độ là gì? Ở cái lĩnh vực kiến thức đấy. Đó. Thì cái này thì dễ rồi đấy, à, programma chỉ kia là về vấn đề ngữ pháp đấy, po history đấy, lexi po history là các bài giảng về lịch sử đấy, à, учебник programma chỉ kia đấy, à, à, quyển sách giáo khoa về về ngữ pháp đấy, đó, à, chúng nó là gì, à, đôi khi chúng ta hay nói như vậy đấy, à, я плохо знаю, à đấy, я чайник đấy, я чайник, tôi чайник là cái gì, чайник là cái ấm đun nước đấy. Em hiểu chưa? Vâng. Yeah, chai nhịp po Ruska muizuku đấy. À, nếu mà nói tôi là cái ấm đun nước à, về tiếng Nga đấy, thì có nghĩa là gì? Tôi biết tiếng Nga rất kém đấy, tôi mới học tiếng Nga đấy. Đó. Ví dụ như em chẳng hạn, em có thể nói là yeah, chai nhịp po
по русскому языку, да? Đó, Да. cái gì? Đó là em là người mới học tiếng Nga thì người ta gọi là trải nghiệm đấy. Thế cho nên là ở Nga nó rất phổ biến cái bộ sách, những cái bộ sách là gì? À, những bộ sách là Delia trải nghiệm đấy. Đó. Ví dụ nó nói Ruski yazyk dlya chaynikov, có nghĩa là gì? Sách tiếng Nga cho người mới bắt đầu. Đấy. Đó, hoặc là gì? À, có thể có những bộ là gì? Programmirovanie dlya chaynikov, tức là gì? À, sách dạy lập trình cho những người mới học đấy. Nó gọi là Delia trải nghiệm đó. Thế nên cái tên trải nghiệm, cái đặc thù của trong tiếng Nga, chỉ có trong tiếng Nga mới có cái từ đó thôi. Chúng ta sẽ xem tiếp đây là gì. À, nguyên nhân mà dẫn đến nguyên nhân mà dẫn đến những cái mà cái kết quả đấy, những đến những kết quả mà có ý tốt đấy. Blagoprijat này là tốt đấy. Paslisvien là cái hậu quả đấy. À, hậu quả, nhưng mà cái hậu quả là hậu quả tốt đấy. Thế vậy thì tại sao đây gọi là hậu quả? Bởi vì sao đây là posle, posle là hậu, là sau đấy, sau. Slisvien là cái sau cái hành động đấy. Đó, cái tiếng Việt của mình gọi là gì? Hậu quả. Nhưng mà mình đã gọi là hậu quả thì nó phải xấu đó, đúng không? Thế cho nên trong tiếng Anh đấy, do là cái hậu quả này nó không có nghĩa là xấu, có nghĩa là nó chỉ là cái kết quả thôi, là cái resultat thôi. Cho nên ở đây nói thêm là gì? Blagoprijat này đấy, có nghĩa là gì? Nó là cái kết quả tốt đấy. Thế vậy thì kết quả tốt thì nó là gì? À, mình dịch là kết quả chứ mình không dịch là hậu quả. Blagdaria đấy. À, cách 3 với lại cái giới từ Blagdaria đấy. Đó. Blagdaria chia mũ đấy. Nhờ có cái gì đó đấy. Blagdaria pomoshi druzhey, nhờ có sự giúp đỡ của các bạn Eric podgatovil sa k'ekzamenu po ruskomu yazyku đấy. Nhờ có sự giúp đỡ, nhờ có sự trợ giúp của các bạn bè mà Eric đã gì? Đã ôn tập thành công, đã chuẩn bị thành công cho cuộc thi tiếng Nga đấy. Blagdaria interesnym filmom, nhờ có bộ phim rất thú vị về nước Nga. My mozhem bolshe znat ab etoy stranne, chúng tôi có thể biết hơn về về cái đất nước này đấy. Đó. Bây giờ nó sử dụng với lại các tính từ ngắn đuôi đấy. Các tính từ ngắn đuôi, các tính từ ngắn đuôi có tính từ gì nào? Rat đấy, vieren. À, đó. Rat rat thì là gì? Vui mừng đấy, vui mừng, vui mừng đấy, vui mừng. Vui mừng cái gì? Yarat, yarat, yarat chi bè đấy. Yarat chi bè là gì? Là tôi rất mừng gặp bạn đấy, gặp bạn đó. Yarat ra gì trên làm đấy, tôi rất mừng là bố mẹ tôi đã đến chơi đấy. À, Viren, Viren là gì? Là tin tưởng đấy. Viren tin tưởng. Ya Viren, Viren chi bè đấy. Tớ tin tưởng cậu. Ya Viren chi bè đấy. Đó. À, đây câu là gì nào? Ya ochen rad da vstrechi s vami, tôi rất vui mừng được gặp các bạn đấy. On viren svoim idealom đấy. À, cậu ta rất tin tưởng vào những cái ý tưởng của mình đấy. À, ý tưởng, ideal, ideal là gì? Là cái hệ thống ý tưởng đấy. À, ideal. Tiếp theo chúng ta có dacheni pajes. À, như vậy là gì? Cách 3 với lại các danh từ Adviet, Pismo, Padarak, Pasunka, Pomosh, Saviet, Pametnik đấy. À, đấy là gì? À, cách 3 đi với một số cái danh từ này đấy. Ad Việt là gì? Câu trả lời cho ai đấy? Ad Việt Camu, Pismo, bức thư cho ai? Pismo Camu đấy, Pismo mở nhé, bức thư cho tôi. À, Padarak là quà tặng cho ai? Padarak mami, à, quà tặng cho mẹ chẳng hạn đấy. À, Pasunka, Pasunka là gì? Pasunka là gói bưu phẩm đấy, gói bưu phẩm cho ai? Kamu Pasunka, Papi, Sistri đấy. À, đó. Pomus, sự giúp đỡ cho ai? À, Pomus Druziam, giúp đỡ cho bạn bè đấy. Sa Viết, lời khuyên bảo cho ai? À, Sa Viết Druzi, Drugu đấy, lời khuyên bảo cho cậu bạn đấy. Pamiętnik là gì? Đài tưởng niệm của ai? Pamiętnik Leninu. Pamiętnik Hoshiminu đấy. Đó. Được. À, đó. Hoặc là đây gì? Ở Volgograd có cái đài kỷ niệm, đài tưởng niệm cho con chó đấy. À, cho con chó. Pamiętnik Sabakie đấy. Etpadarak maimu Lusimu Drugu, quà tặng cho ai? Cho người bạn. Vrach Akazal Piri Pomus, ông bác sĩ đã giúp đỡ cho ai? Ban nô ba lần nô mù đấy, ba lần nô mù đó.
Thế vậy thì qua vừa rồi chúng ta đã xem hết những cái ý nghĩa của cách 3. Bây giờ sang ý nghĩa cách 4. Cách 4 chúng ta sẽ đến cách 5, cách 6 thì là hết. Chúng ta xem ý nghĩa cách 4. Основные грамматические значения là cái những cái ý nghĩa cơ bản về ngữ pháp được thể hiện nhờ có cách 4 đó. Ý nghĩa đầu tiên là gì? Значение прямого объекта после переходных глаголов, да? Đó là là bổ ngữ trực tiếp, đấy. Là bổ ngữ trực tiếp của các động từ, của các động từ, đấy. Đó. Ví dụ như là что кого, đấy, что кого. Что такое переходные глаголы? Những cái động từ переходные là cái gì? Em cứ hiểu đó là những cái động từ mà nó có bổ ngữ trực tiếp, đấy. Ví dụ như là chúng ta читать книгу, слушать музыку, đấy. Thế như vậy thì những cái động từ đó nó gọi là động từ переходные đấy. Đó. Thế còn những cái động từ не переходные chẳng hạn thì nó không đòi hỏi bổ ngữ trực tiếp ở cái 4 đấy. Đó. Đó thì khi nào gặp nó thì chúng ta sẽ nói sau. Đây là gì, người ta ví dụ này. Ví dụ trả lời những câu hỏi trực tiếp là gì? Что кого, đấy. Мама видели, мы видели. Мы уже видели что? Видели мама курган, đấy. Nhìn thấy mama курган, đấy. Và центр города, và trung tâm thành phố đấy. Реку Волгу, nhìn thấy река Волга, đấy. Nhìn thấy vân vân vân, thì trên này nó cho quá nhiều ví dụ đấy, quá nhiều ví dụ, cái việc này không cần thiết. Trên thực tế là gì? Chúng ta có động từ узнать историю đấy, đó. Пригласить в гости кого? Своих новых друзей đấy, đó. Thế thì vậy thì ở đây là gì nào? Đó là những cái để chúng ta bấm cái này cái trong vào nó tí nữa nó cứ nhắc nhở đó. Nhắc nhở mình mãi. Đây là gì? Đặc, tiếp theo là gì nào? Đó là những cái đây nó là gì? Ý nghĩa đấy, ý nghĩa của cái những cái abiec những cái bổ ngữ trực tiếp, прямой abiec đấy, bổ ngữ trực tiếp. Ý nghĩa của bổ ngữ trực tiếp đối với cái động từ переходной đấy, переходной. Tiếp theo, ý nghĩa thứ hai nào? Глаголы брать, взять, видеть, готовить, забыть, забывать, изучать. Переводить tất cả những cái động từ này đấy là đòi hỏi là ở cách 4 đấy, nó trong một loạt những cái động từ. Trong động từ này thì em có cần biết hết ý nghĩa của nó không? Thôi, một số cái em cần biết thôi, cái này em cứ là kiến thức quá rồi. Cái này cũng biết hết rồi đấy, cái này biết hết rồi. Nó là gì? Đây là глаголы, là đây là những cái động từ này đấy, đòi hỏi thì phải ở cách 4 đó. Nhưng nó còn nhiều hơn này, đây làm gì mà hết được đấy. Đó. Обозначение направления. Nó chỉ cái phương hướng, chỉ phương hướng, cái bốn chỉ phương hướng, đó, đúng không? Cái bốn chỉ phương hướng như là đây là gì nào? Куда, ВА, НА, đấy, ПОТ, ЗА, ЧЕРЕС, đấy. НА là gì? Ở bên trên, ПОТ là bên dưới, ЗА là đằng sau, đấy. ЧЕРЕС là đi qua, СКВОЗ là xuyên qua, СКВОЗ là xuyên qua đấy. Ví dụ như là МЫ СЕЙЧАС ИДЁМ ГУЛЯТЬ НА АЛЛЕЮ ГЕРОЯВ, đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ đi đến con đường của các liệt sĩ để dạo chơi đấy. Вчера студенты ездили на экскурсию в музей-заповедник. Да? Ngày hôm qua các bạn đã đi đến đâu? На экскурсию, đấy. Đó. Thế thì gì? Положил, положил là gì? Động từ положить, đấy. Chỉ phương hướng là gì? На стол, đấy. Đó. Đó, tức là đây là chỉ lúc đó thì đây nó là cách 4 đó. Под учебники, đấy. Dưới những quyển sách, đấy. Приходить через дорогу, đấy. Đó là chỉ phương hướng. За тумбочку, đấy. За тумбочку. Упали за тумбочку là cái chìa khóa nó rơi ra đằng sau cái tủ kệ đấy, cái tủ kệ mình gọi là cái tủ kệ ở cái bên cạnh giường ấy, tung bởi chỉ cả là cái tủ kệ đấy. Đó. Em nói sao? Thứ em muốn nói là sau 2 ngày nữa hoặc là sau một thời gian đó thì em nói ra, nói chiris. Lúc đó là em chỉ thời gian, đấy chỉ thời gian. Đây nó chưa chỉ thời gian, đây nó chỉ là gì? Chỉ phương hướng của chuyển động đấy, chỉ phương hướng chuyển động. Tí nó sẽ có cái này, đây này, chỉ thời gian đây này. Обозначение времени, да? Обозначение спортивных игр. Chỉ những cái trò chơi thể thao. Играть, да? Играть баскетбол, теннис, шахматы, хоккей, да? Đó. Thấy chưa? Неплохо, я не умею играть в шахматы, да? Cái này đó là ở cái 4. Nó gì? Nó thành một mục riêng là gì? Chơi trò chơi thể thao. Chơi trò chơi nhưng mà phải là thể thao, đấy. Tiếp theo,
À, chỉ thời gian đấy, các đa bát cồn cỡ đấy đó. À, đây là gì? À, có những cái cấu trúc gì nào? Nas cồn cỡ, nas cồn cỡ là bao nhiêu thời gian? Ras cồn cỡ đấy, mất bao nhiêu thời gian đấy? Chires cồn cỡ là sau bao nhiêu thời gian đấy? Skon cơ về nhìn là bây giờ là mấy giờ đấy? Skon cơ nadun cơ lâu hay không? Các chapter có thường xuyên hay không đấy? Đó. Thế bây giờ những cái ý nghĩa chỉ thời gian này em cần phải học nó kỹ hơn đấy. Kỹ hơn. Tạc nó kỹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một chút những cái mẫu câu này để xem nó là khá quan trọng. Vật su bổ tù đấy. Vật su bổ tù là gì? Cách bốn chỉ ngày trong tuần đấy. Cách bốn chỉ ngày trong tuần với giới từ vật. Vợ vô xem chưa sốt thì sân mi cách bốn chỉ chỉ giờ đấy vô xem chưa sốt đó vô xem chưa sốt thì sân mi nụt đó nam mi nụt cụ nam mi nụt cụ là đi đâu đó một phút thôi đấy đi ra ngoài một phút thôi đấy dai tơ vre mẹ là gì là qua trong cái thời gian đó đấy dai tơ vre mẹ gô rật xin nở izmi nhiều đấy đúng không. Ví dụ bây giờ như này, có một cô nhân viên bán hàng đấy, cô nhân viên bán hàng ở trong một cửa hàng đấy, và lúc đó thì có một cậu cậu bé là có một cái cậu là khách khách vào đấy, khách vào thì là gì? Là cô nó bảo cô là lấy cho nó một cái gì đấy thì cô đi vào trong kho để cô lấy đấy, trong cái thời gian đó thì nó lấy tiền của cô đấy, cô sẽ mô tả là gì rồi? Ra eter vreme. À, trong trong cái thời gian đó đấy bây giờ tôi đi vào trong kho đó, sau đó 5 phút sau tôi quay lại đấy thì cô nói là dai tơ vre mẹ ôn svoraval u minya vse dengi đấy trong cái thời gian đó là cậu ta lấy hết cả tiền của tôi đấy. Đó thì vậy lúc đó là dùng cái dai tơ vre mà có nghĩa là gì nó chỉ cái quãng thời quãng đấy cái quãng thời gian nào đó đấy mười uyên dem chiris dvien như gì chúng tôi sẽ đi đi sau 2 tuần đấy chiris dvien như gì thì dùng chiết bao giờ dùng là gì là thời tương lai đấy là thời tương lai bởi vì sao nó chỉ cái hành động sẽ xảy ra sau 2 tuần nữa đấy đó Devagoda là chỉ cái quãng thời gian Devagoda đấy mười nói cho Izuchat Ruskia dứt Devagoda đấy Devagoda nó giặt đây là nó giặt Devagoda nó giặt đấy đó là hai năm trước đây đấy. 2 năm trước đây là cái thời điểm siêu di mù đấy siêu di mù là gì đó là cách bốn chỉ thời gian quãng thời gian đấy trong suốt cả mùa đông ya khazu basen kazu ni delu đấy kazu sredu đấy tôi đi bơi vào mỗi thứ tư đấy cứ thứ tư là tôi đi bơi cái này tương tự như là kazu sredu cũng tương tự như vậy kazu kazu sredu srida sredu kazu sredu cũng tương tự như là po sridam đấy po sridam ở cách ba đấy đó lần này chúng ta vừa học đấy đó nhưng người ta sẽ xem là gì đây v madeli kto pakhoje na kogo madeli là gì trong cái mẫu câu đấy trong cái mẫu câu ai giống ai đấy ai giống ai đấy. Sử dụng cái gì pakhoje đấy pakhoje là tính từ ngắn đuôi đó my sister ochin pakhoja na su mamu đấy thế vậy thì cấu trúc na na su mamu này nó là cái bốn sunshi pakhoje na apinsin đấy mặt trời thì trông giống như là cái quả cam đấy đó nastoi te pakhoje cái này nó giống cái gì vậy đấy đó thế vậy thì dùng cái cấu trúc pakhoje này nó là đòi hỏi cách bốn tiếp theo là gì sprelogan pro đấy sprelogan pro là sử dụng với cái giới từ pro đấy pro cavo presto đấy pro e tu historio nói về có nghĩa là nói về ai đó đấy. Proe tu historio là nói về cái câu chuyện đó. Ia uznau adruga. Tôi đã biết cái câu chuyện đó từ người bạn đấy. Raskazhy nam pro svoyu semyu. Hãy kể cho tôi nghe về gia đình của anh đấy. Thì cái giới từ pro này nó tương đương với giới từ o ở cách 6 đấy. Chúng ta có thể nói là raskazhy nam a svoyei semye cũng được đấy. Hoặc là chúng ta nói raskazhy nam pro svoyu semyu đấy. Đó. Sprelogam za với lại prelude ra đấy với prelude ra thì là với lại cái giới từ ra ra là gì vì mục đích gì đó đấy они сражались за родину họ chiến đấu vì tổ quốc Элис получила диплом конкурса за лучшую песню Элис
đã nhận được gì chứng nhận của cái diplôm của cái cuộc thi vì ra lút suy pít nhiều là vì bài hát hay nhất đấy đó, nó chỉ cái gì reason, reason có nghĩa là gì, nó chỉ cái nguyên nhân đấy đó. Сделай это за меня, за меня. Cậu hãy làm cái việc đó hộ tớ đi đấy, thay cho tớ đi đấy, là instead of đấy, thay cho tớ đấy. В конце своего выступления я хочу благодарить всех за внимание. Cuối cùng cuộc nói chuyện hôm nay thì tôi sẽ xin cảm ơn tất cả mọi người vì mọi người đã chăm chú lắng nghe tôi đấy. Спасибо за помощь. Xin cảm ơn vì vì đã giúp đỡ đấy. Đó. Đó. Предлогом о об đấy. О об. Thì đây là gì? Cũng là có giới từ о nhưng mà không phải giới từ o ở cách 6, em nhỉ? Mà giới từ ô này là giới từ ô ở cách 4. Giới từ ô này nó chỉ là cái va chạm vào bề mặt của một cái gì đó đấy. Đó. Thì thông thường nó là dùng là ộp đấy, dùng là ộp. Yasil là udarilsa. Upstone. Tôi bị cộc đầu rất mạnh vào vào cái bàn đấy. Volny trutsa abort karablya. Những cơn sóng là gì? Những cơn sóng là gì? Trutsa là gì? Em có cảm tưởng là cái con, anh có nhớ là cái con mèo ấy, có biết là cái con mèo ấy khi mà nó thích người ấy, thì nó cứ đến nó cứ chà người nó vào mình đấy, nó cứ chà người nó về mình thì cái đó nó là trút sạch đấy đó. Thế vậy gì, những cơn sóng nó trút sạch là những cơn sóng nó chà vào mạn tàu ấy nhỉ? Abort, bort là mạn tàu đấy, bort là mạn tàu, những cơn sóng nó chà vào mạn tàu đó. Như vậy thì đó là cái ý nghĩa chính của cách cách 4 đấy, ý nghĩa chính cách 4. Thế vậy thì bây giờ còn ý nghĩa chính của cách 5, cách 6 chúng ta sẽ để lại bài hôm sau chúng ta học nhé. Đấy. Đó. Хорошо. Không có nói nhiều là cũng hơi bị mệt. Bài cái quyển này dạy kỹ hết các nội dung rồi nhỉ? Nó rất là hay đấy. Đấy, nó rất là hay Nhưng luôn mà trình độ của em chắc chỉ đấy. cần lấy khoảng 5-7-10% đấy là được. Làm gì? Như của em là em học cái quyển này là rất phù hợp này, cô giáo gửi cho quyển này là rất phù hợp. Bởi vì sao? Nó là nó có tính tổng kết em chứ, nó có tính tổng kết. Vâng. Nó quá là tốt luôn đấy. Đấy. Хорошо. Thế như vậy là thầy giáo sẽ xin phép dừng bài tại đây nhé. Đấy. Được. Khi không có gì lại mệt, học học muộn tối là hơi mệt đấy. Ngày hôm nay là cũng em là người thứ 9 rồi. Đấy. Bây giờ thầy dạy bao nhiêu người thầy? Ôi, nhiều lắm. Em cứ tính là một ngày nhé, có ngày nhiều thì 10 người, ví dụ thứ tư chẳng hạn là 10 người đấy. Ngày thứ tư thì mình vô tình mình xếp vào đó thôi thành 10 người, bây giờ mình đang muốn giãn ra đấy. Thế còn tất cả những ngày khác thông thường là buổi sáng bao giờ cũng 3 này. Thế buổi chiều ít ra thì là 2. Cứ ngày 2, ngày 3, ngày 2, ngày 3. Đấy. Bởi vì là buổi chiều thì có thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì mình bớt đi một người để mình đi thể dục. Đấy. 2 ngày mình đi thể dục một lần. Đó, thế còn thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì là 3 người buổi chiều. Thế buổi tối thì cũng 3 người. Cứ buổi tối là 3 người, có hôm thì 4 người. Đó. Ừ. Nhưng mà dạy thì ví dụ như dạy em chẳng hạn thì thầy giáo phải nói nhiều hơn, bởi vì thầy giáo là giảng bài thì đúng hơn đấy. Dạ. Thế còn các bạn thì các bạn luyện tập nhiều hơn. Đối với các bạn học nói thì các bạn luyện tập nhiều thì giáo đỡ mệt hơn đấy. Đó. Giảng bài cho em thì là phải giảng liên tục mà. Đấy. Vâng. Giảng và em nghe thì em không luyện tập nhiều. Đó. Thế cho nên là thực chất ra thì mình cũng các bạn cũng rất là nhiệt tình xin học, cho nên là mình cũng rất là khó từ chối. Có thời gian thì mình cố gắng xếp các bạn vào, mà xếp các bạn vào lúc đó bắt buộc là gì? Là mình phải làm việc thôi. Thế còn ngoài ra nữa, công việc của riêng của mình nữa, mình còn dựng phim cho khách này. Đó, dựng phim cho khách rồi là làm nhạc cho các sự kiện này. Đó, thế rồi sau đó thì còn là gì? Ngoài ra thì còn là làm những cái việc khác của mình nữa, đôi khi là cũng hơi bị chậm của khách, thế nhưng mà thôi chấp nhận. Thế còn ngoài ra mình cũng còn làm những cái việc đó nó trở thành kỹ năng, ví dụ như là làm một cái clip, thông thường mình làm nó mất chỉ độ khoảng vài phút thôi đấy, vài phút để làm một cái clip, cho nên là ví dụ cùng lắm là kể cả thời gian render thế này phải khoảng chục phút thôi, cho nên là mình làm nó cũng rất nhanh, thuần tay rồi mà,